đi hot không? Mèo. Ok, nếu bạn cảm thấy bạn đang bị lạc thì hãy sử dụng string thu nhỏ. Ủa cái gì này, mình quay trở lại đây rồi à? Here's a tiny brain teaser for tiny world for you. How is the queen of hearts like a tank? Chết rồi, mình không chơi phần cũ sao mình biết được? Sau xem nào. Hoàng hậu cơ giống một cái typhoon là kiểu vòi rồng à? Như thế nào? Tất cả đều mạnh, tất cả đều độc ác. So what typhoon does mean to be? Mình không biết nữa. Ô chuẩn à? Mình chọn bừa. Chọn bừa. Sợ giật chọn bừa. Ok, thank you. Ok, chọn bừa. Bừa cũng đúng. Đây rồi. What? Ok, chúng ta trở lại vị trí cũ là cái chỗ đấy. Mình chọn bừa, mình cũng chả hiểu nghĩa câu đấy là gì luôn chứ đừng nói này. Mình giờ chắc mình không đập được cái chỗ này đâu nhỉ. Đúng rồi. Rồi tép tép mà đập vào đấy chứ. Lên. Lên, lên, lên. Lên. Wow, shit. Cái gì kia, what the fuck, cái hồ. Ồ, cái hồ trông hay nhỉ. Chắc chắn là không có gì xảy ra dưới này đâu nhè. Chỉ ôi dồi, thôi xong rồi, mình tự lao đồm đấy luôn. Chả cần có chuyện gì xảy ra nữa. Ok, lên đây xem là có gì hot ở đây không. Ôi giời ơi. Ui trời ơi. Giật cả mình không biết là chỗ này nó có thể. Oh hello, giật cả mình. Mày không nên dọa tao trong vòng đêm đấy. Vì chỗ này nó đã đủ tối lắm rồi. Mày nghĩ mày chui vào đấy được á? Oh hello. Hồi máu cái. Hồi máu cái. Có thể mỗi lần nó thu nhỏ lại thì nó kiểu say rượu. Chưa hiểu lý do tại sao. Ok. Oh, oh, tí là phí cái răng. Yeah. Well. Ok, xong rồi. Cái gì kìa? Ok, chỉ biết là trong đấy có răng. Thế tốt rồi. Răng. Răng. Lại chưa. Ủa, cái gì vừa. Hút. Hút. Cái gì nó vừa nhảy ra đây. Ok, mình không thích cái tí nào cả đâu. Aha. Chưa là mình nhảy chỗ này á. Hello. Anybody here? Hello. Hey. Hello. Mình đang đi đâu đây? What the fuck? Oh 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 boom. Oh what the f boom. What? 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 Đáng lẽ nó phải đập được chứ. Dạ. Nâng cấp lên được chưa? 500. Ok. Vậy chúng ta sẽ đợi tiền nâng cấp cái búa ấy vậy. Sao mình lại what? Phải đập được gì đấy chứ? Cái gì đó? What the fuck? Oh 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 oh. Nhìn gì ấy? Ok. Đáng lẽ mình phải đi đường dưới này nhưng mà vì lý do gì đấy mình ấy đi ngược lại. Cái gì nó vừa nhảy ra đấy? Về cơ bản mình không thích cái đấy cho lắm. What? Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Từ từ quay lại vị trí chính nhé. Mình đang hơi bị bỏ quá. Ôi, thôi xong. Mình quay lại cái chỗ mình cần quay lại. Đi đã. Mình đang hình như mình đang bỏ gọi là gì nhỉ? Ăn bớt ơi, mình không nhảy đến đấy được. Mình không nhảy đến đấy được. Là như vậy là không ổn. What the fuck? Từ hay mình thử quay lại loại ngược lại cái đoạn này nữa. Về cơ bản nó sẽ không quay được đâu đấy. Ôi giời mình nhỉ? Giật ca mình.
Trên này của cái ngựa này chắc là cái này đập được đúng không? Đấy, cái này thì lại đập được. What the fuck? Oh. Oh. Facebook, mình tốt nhất là không được bật Facebook khi đang quay. Ok, ba cái răng vàng vàng, ba cái răng trắng trắng. Mình chả hiểu sao mình rồi. Sao răng vàng lại quý vậy nhỉ? Ờ thì đúng là nó bằng vàng đấy nhưng mà nó bình. Sao lại quý vậy nhỉ? Ok, về cơ bản mình phải mình đang đi ngược. Mình đang đi ngược chính sách của Đảng và Nhà nước. What? What the fuck, mày đâu đấy? Hello? Hello? Mày xứng đáng bị bé bét thế này nhưng mà tại sao mày lại ở đây? Tại sao nó ở đây xong vừa đấy mình không thấy ở đây? À chắc vừa đã chui lên đất. Mình ngu rồi. Đi kì. Ô, ô, anh ơi đừng, 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 đừng. Làm sao mà nhảy đấy được chứ đấy? Nghĩ gì ấy nhỉ? Ok, mình đúng là mình đã đi ngược cái chính sách của Đảng và Nhà nước rồi, giờ mình phải đi tiếp thôi, mình bỏ qua cái đoạn kia. Trong khi đó nào ấy, mình quay lại đoạn kia mình sẽ được ăn một đống răng. Ngủ thế chứ lại, khổ. Chơi với trà chiếc. Khổ, chơi không theo. Ê, không cố, không cố được, không cố được, không cố được, chết phải chết thôi. Không cố được. Cái tội đi ngược với đường lối của Đảng và Nhà nước là như vậy đấy. Khổ thế chứ đấy. Nhưng mà sao giờ mình cũng không đập được cái chỗ kia cơ. Vấn đề nó ở đây cơ. Thế thì mình giải quyết kiểu gì đây? Búa. Là mày thích gì đấy? Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. What? Sao không đập được chỗ này? Mình nghe thấy tiếng lợn ở đâu đấy. Mũi lợn mày đâu? Con đần độn kia. Thôi từ từ để mình cố quay lại xem nào. Ây, không được, không được, không được, không thể nào được. Mình nói không thể nào được đến chục lần rồi. Tốt nhất là mình không nên cố nữa. What, 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 what? Đấy, đấy, bắt đầu bị Unikey, không có gì. Mình bảo bao nhiêu lần rồi, tắt Facebook với cả Unikey chứ không trong khi quay, khổ thế chứ. Mãi không chừa cái tật. Bây giờ tình hình như nào đây? Tình hình chúng ta không vào đấy được thì chúng ta sẽ phải xuống đây chăng? Không biết nữa. Ô, ô, ô kìa. Không ai nói cho mình là cái tầm đây nó sẽ chìm xuống. Mình phản đối cái chuyện đấy. Phản đối việc không hướng dẫn người chơi mới. Người chơi mới cái deck thì mình chơi cả chục lần. Nhưng mà tại mình quên. Ok, bình tĩnh nào. Tất cả mọi người bình tĩnh. Và mình còn nhìn thấy cái con gì ở dưới kia. Và chúng ta... Ok. Con này nó còn sống luôn nhé, không đùa đâu. Chúng ta phải chạy thật nhanh. Chạy thật nhanh. Chạy thật nhanh. Yay. Nhìn con kia kìa. Mình không thích kìa nó bị... Ok. Oh my god, what the fuck? You better come aboard, Alice. We're doomed, of course. What? There's no hope there. What? What? Ok, mình đang nói chuyện với một con bò đội cái mũ thuyền trưởng và đang bị mấy con cá gỗ đuổi theo. Mình chả hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nữa. Ôi giời. Yay! Yay! Ok, con bò đội mũ cướp biển. Vậy như hình như người nó là con rùa. What? Thôi mình cũng chả buồn hỏi nữa. Ok. Ta nó đang ở trên một cái thuyền hình con hải. À con này là con đại bàng. Và what?
Giờ chúng ta chơi what? Ok, mini game. Chúng ta à, chỗ này là cái này là cái bom à. Ok. Yeah. Ok, Assassin's Creed Black Flag gọi bằng ào. Cụ. Mình còn 9 mạng nữa. Chơi không cẩn thận là vỡ mồm này. Wow. Ơ thế mà mày không. Ê. Ê. Ơ. 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 Ê, mình còn 8 mạng. Chả hiểu sao. Ôi rồi, mình lái thuyền như thật. Oh my god. Ok, eo đi. Ôi rồi. Ôi, chả hiểu sao. Fuck, fuck. Mình. Cái gì vậy? Cua bắn pháo, what the fuck? Ok, fuck this shit. Mặc kệ cua bắn pháo đi. Cua bắn pháo thì nhất rồi. Nhất cua bắn pháo rồi. Fuck cua bắn pháo. Này thì, ok, mình vẫn bắn được con cua bắn pháo. Ok, mình bắt đầu bị đông quá rồi đấy. Bắt đầu đông quá rồi đấy. Ba, ba, what the fuck? Fuck. Bây giờ mình còn 4 mạng, shit. Chạy nhái. À mày đây. Where? Mày ở đây. Ôi con cua trên. Ôi pha. Ok, nó lên, nó lên, nó lên. Ok, mình thoát. Mình giờ mình chỉ còn né nó thôi. Ơ sao mình còn cùng bố mạng nhở? Để cầm hấp quang bị mất mạng à? Hay thế nào? Sao mình mất mạng? Chả mày đây. Khỏe không? Ok. Chúng ta đang cái trò này giống như mấy cái trò bắn. Ôi giời ơi, xong thế nào vẫn bị gặp. Yeah, wow. Được 8.800 mà ít nhỉ. Memory provide important piece of the past. The past. Nếu mà 8.800 đấy được cộng thành 88 cái răng thì ngon đấy. Oh, mình thay đồ bộ mới rồi kìa. In any case, I never knew you for a sailor. If memory serves, you were station master of the Looking Glass line. Sacked from the railroad without the option. Nó thật sự là con bò với cái mai rùa và đội mũ khải tặc. What? Mình chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Fuck. Game. Cả ngày không hiểu cái ông nào ông nghĩ là cái trò này thì cũng giỏi lắm đấy. Đùa đâu. Mà cái này là phần 2, tức là có phần 1. Phần 1 nếu mà mình chơi cái phần 1 chắc mình còn chả hiểu cái gì luôn. Ôi nhìn mặt nó kia trông sợ vậy. Con này đầu bò. À mình rùa. Mũ hải tặc. Hẳn là có cả huy hiệu và cầu vai luôn mà. Vãi trưởng. Nó hải tặc đúng không hay là nó hải quân. Chả biết được. The train. À, mình lướt tên skip. Không được khoanh chân lúc quay. Mình khoanh chân và tay mình chạm vào cái dấu cách và kết quả nó. Mình làm tiên cá. Yeah. Làm tiên cá. Yeah. Tiên cá. Yeah. Mà đi thế này hình như mà đi nhanh hơn hay sao ấy nhỉ? Cảm giác thế. Ok, mình không nghĩ mình nên chạm vào mấy cái gai này. Cái gì đây? Mình cần xuống dưới kia trông đẹp thế. Real. Mình cần né cái này ra đúng không? Ok. Ấy. Ý búa. Và cái này mình nhảy qua được chắc chắn rồi. Where? What the fuck? À lại là mày à. Hello, khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Wow. Ra đây bắt tao đi. Wow. Tao không có đuôi như mày này. Wow. Úi dồi ôi. Nó lướt à? Mày lướt, mày lướt, mày lướt này.
Sợ nhờ. Chui xuống đấy này. Chui xuống đấy này. What the fuck? Cái lều gì vậy? Ok. Ok, mình không thắc mắc nữa. Sợ vậy. Cái gì đấy? Sao mình vào đấy? Mình đập. Cái gì đây? Mình chả vào đây được. What? Thế cái ý nghĩa của mình việc mình đi vào đây làm gì? What the fuck? Dạ. Mình thử xoay xương qua anh. Thật sự chả có một cái gì cả. Fuck this shit. Tiếng lợn. Tiếng mũi lợn. Tiếng mũi lợn. Tiếng mũi lợn. Tiếng mũi lợn ở đâu đó. Tiếng mũi lợn. Ok. Lợn. À kìa rồi. Ok. Cái gì trong khiếp vậy? Ok, tất nhiên là chúng ta phải đặt một cái giỏ vào trong miệng con sò rồi. Nhìn cái gai kia, mình chả tin tưởng cái gai tí nào cả. Nope. Thank you. Hơi xoắn tí nhưng không sao, bình tĩnh. Trái có gì phải xoắn. Hơi thôi. Ôi dồi ôi, nhìn mấy con sứa kia mình xoắn đấy kìa. Thật, cái cuộc đời này mình sợ nhất là sứa luôn. Trần đời ai oán. Mọi người cứ thử tưởng tượng mấy con nó nhớt thằng là nó. Ew. Mình chẳng nói nữa, mình cần lên kia đã. Trên kia có một cái hòm. Và mình không lên được. Mình không lên được. Mình không lên được. Mình không lên được. Thực ra mình có thể lên được nhưng mình không biết lên kiểu gì. Well. Well. Từ A xem nào, xem nào. Khiếp, có thuyền nó trên. Nhìn cái ngọn núi kìa. What? Lên tiếp mà. Ok. Ok. Say. What? Ok, không lên được kia rồi, chắc là không phải có đường khác. Đây lên được cái này. Ê, 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 rồi được rồi. Hòm. Hòm. Mày cương nào á? Ok, thank you. Ê. Ê. Yeah. Con này thì không sao, con này thì là ngoan. Nhìn mấy con đỏ trong mình khiếp kìa. Hey, mình cưỡng tao á. À, trên kia có hai cái răng kia chắc mình sẽ không cần thiết lắm. Sứa. Không phải sứa, có đấy là san hô, mình chả hiểu sao mình gọi nó sứa cơ. Hello. Ok, có lẽ mình sẽ dừng lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong phần sau của Alice Manes Return. Goodbye.